Wow, cái gì vậy Ken? Thuận ơi, hôm nay thằng Ken nó lụm nó được cái trứng khủng long. Chào bá luôn các bạn ơi. Okay. Chào các bạn là bà. Tiếp tục hôm nay trở về kênh bé Ken nó lóc luôn. Hôm nay giới thiệu bạn đây là kẹo một cái trứng khủng long gọi là chào bá nện luôn nha các bạn ơi. Wow, để quay kỹ nè, cái trứng khủng long mà so với Ken nè nó sẽ bự như cỡ nào nha các bạn. Chào kìa, quá toàn bự luôn. Để mình review lại một chút cái kẹo này nó sẽ như thế nào các bạn ơi. Wow, một phía bên đây nó lại là một có cái con không phải là siêu nhân người nhện nha các bạn ơi. Đó, qua bên đây là siêu nhân sắt luôn nè. À. Mình cũng không biết gọi tên gì nhưng mình chỉ biết là siêu nhân sắt thôi. Và bên đây nó là một wow, đây là người khổng lồ xanh luôn nha các bạn. Nếu các bạn đã có từng xem. Wow, thật sự là khá là đã luôn nha các bạn ơi. Kẹo này với trứng khủng long là mình mua bự chà bá như thế này nè. So với Ken nè, nó bự cỡ này nè, nhưng mà thật sự mua với giá là 50k thôi nha các bạn. Một cái nữa bạn ơi, trong kẹo này mình muốn cho các bạn là thưởng thức được cái gọi là có cái đèn phía trong nó sẽ như thế nào nha các bạn. Thật sự là phía trong có đèn luôn, để mình tắt đèn cho các bạn xem. Rồi Ken lắc đèn cho các bạn xem. Lắc lại. Đó, sau khi mình tắt đèn đúng là một cái trứng khủng long nó rất là chiếu sáng như thế này nha các bạn. Tại mình muốn quay cái cảnh tối như thế này cho các bạn xem được cái vẻ đẹp. Và lắc lại Ken ơi. Lắc lại cái nữa. Đó. Và phía trên sợi dây này là cái kẹo bự như thế này mà mình mua chỉ có giá là 50k thôi, là để cho các bạn xem nè. Trên đây nó cũng lại là một cái gọi là đồ móc chìa khóa gọi là có đèn không nha các bạn. Nè, bấm lên cho các bạn thấy nè, nó chỉ có giá 50k thôi mà mình được một cái viên kẹo như thế này mà mình không biết ở phía trong này nó sẽ được là kẹo gì nha các bạn ơi. Mình cũng không gành luôn. Rồi Ken ơi, mở kẹo Ken ơi. Khoan, để cha bắt đèn lên cái. Và sau khi bắt đèn lên xong rồi mình sẽ kêu Ken mở kẹo đây Ken ơi. Đó, Ken xé ra nha các bạn. Ken thì nói chung là thật sự là cũng khá quen với ba cái mở kẹo này lắm rồi. Thuận ơi. Sau khi mình xé ra hoài mà mình thấy cũng tiếc nha các bạn, nhưng mà buộc phải xé ra mới cho các bạn biết ở phía trong nó sẽ có kẹo ngon như thế nào. Wow, kìa Ken tuốt ra kìa. Trời ơi, xé những cái siêu nhân Superman đồ ra luôn mất tiêu rồi. Rồi mở ra Ken ơi. Đó, con lấy cái tay con đập ngay chân giữa là nó văng ra, đập ngay chân giữa. Đó. Wow, cái hai trẻ luôn. Cái gì hả? Cái hai trẻ luôn. Kẹo gì đâu? Còn gì nữa không? Wow, lại có thêm một món đồ chơi nữa các bạn ơi. Đưa cha review cho các bạn xem. Đây, trước tiên là một kẹo gì mình cũng không gành đâu nha các bạn ơi. Một bên nhắm mắt, một bên mở mắt luôn. Cái gì simile gì đó, mình cũng không gành luôn. Wow, đây chứ có lẽ là kẹo trứng khủng long nhỏ nha các bạn. Trứng khủng long bự nó sẽ nở ra trứng khủng long nhỏ, ừ. Rồi, thêm một cái nữa là đây là một cây kẹo mút nha các bạn. Kẹo mút này thì cũng dạng là bình thường thôi, mình cũng biết rồi. Rồi còn cái gì nữa Ken? Đây, còn đây là một dạng kẹo sữa caramel. Trời ơi, cũng bình thường thôi. Đưa món đồ chơi đi cha coi. Đưa món đồ chơi coi. Thử cái kẹo mà 50k thì nó sẽ được những gì. Đâu, đưa món đồ chơi đó Ken ơi. Món đồ chơi kìa, món đồ chơi đó. Wow, với thêm nữa thì mình có thêm là hai cái gọi là, đây là miếng dán hình của Doraemon nha các bạn. Có hình của Nobita và gì đồ có đồ Remy luôn. Wow, món đồ chơi đâu Ken, món đồ chơi đâu? Sao cái món đồ chơi kìa. Wow, mà cái quan trọng chủ cốt nhất là cái món này nè các bạn ơi, mà không biết chơi như thế nào nè. À, cái món này thì chủ yếu mình chỉ có thể là lắc qua lắc lại thì trong món đồ chơi con khủng long chỉ có nhiêu đây nha các bạn ơi. Rồi, cũng có nhiều đây mà chỉ giá là 50k thì mình cũng chấp nhận tạm được. Tại mình thấy cái nó là nằm ở chỗ quy mô nha các bạn đó. Lắc như thế này nè. Rồi Ken ơi, con mở cái trứng nó ra luôn coi kẹo gì nha Ken. Trời ơi, quên nữa các bạn ơi, trong đây có đèn luôn nha các bạn. Nè, thật sự là có đèn luôn nè. Nè, sau khi mình tắt đèn là thật sự là đúng là nếu mà trở về bóng tối thì con này cũng rất là đẹp nha các bạn. Thì 50k nói chung là mình được kẹo và được tính ra là hai món đồ chơi luôn đó nha các bạn. Đó, rồi Ken mở kẹo ra đi. Thuận ơi, sao có gì mới lạ không? Đó, nói chung thì chấp nhận mình cũng ok được các bạn ơi. Đâu, xé ra, lẹ lên, xé ra. Thuận ui, mạnh lên. Té.
Được không? Wow. Tiếp tục lại là trong trứng khủng long con thì lại có thêm một món đồ chơi nữa nha các bạn ơi. Đây. Món đồ chơi thì là một cái cây mà gọi là xây như thế này nha các bạn. Nè. Cây này nhỏ quá mình xây không được các bạn ơi. Đó. Với thêm một cái muỗng bé tí tí gì nè. Đó. Thêm cái muỗng bé tí tí gì nè. Rồi kem xé kẹo gì luôn nghe ơi. Wow, thì lại tiếp tục trứng khủng long nhỏ thì lại là kẹo đậu phộng có nhân sô cô la luôn. Rồi lấy cái muỗng nhỏ nè múc mời các bạn đi Ken ơi. Rồi rồi Ken múc mời các bạn đi. Nè Ken múc mời các bạn đi. Nè, múc mời các bạn một cái coi. Rồi múc vô, ụm vô. Rồi. Ụm vô. Ôi đâu không dính ra rồi chân à. Cái muỗng nhỏ quá mà. Ừ. Đó mời các bạn. Trời ơi, múc đi. Wow. Ngon Ken ơi. Wow các bạn ơi. Thì một lần nữa nè, mình tổng kết lại là cái trứng khủng long bự chà bá luôn nha các bạn. Đưa đưa cái đó luôn Ken ơi. Đưa cái trên kia lông gà, nửa trứng dưới kìa. Đó. Rồi để mà tổng kết lại cho các bạn nha. Cái trứng khủng long mà 50k thì gồm có một viên kẹo trứng khủng long như thế này. Và có thêm là hình dáng của Doraemon. Rồi có thêm cái đây là cục kẹo caramel. Thêm một cục kẹo mút luôn các bạn ơi. Và trong sau khi mình lấy xong thì trong đây là một cục đèn này nha các bạn. Sau khi mình ăn kẹo xong thì mình vẫn còn để vô trứng khủng long để mình chơi ban đêm nữa nha các bạn ơi. Rồi, ok các bạn ơi, lần nữa Ken cũng đã review xong là kẹo cái trứng khủng long bự chà bá luôn. Không có quên nữa các bạn ơi, còn nữa nha. Thật sự là tới ba món đồ chơi đang nha các bạn. Thêm đây là một món nữa nè. Nè nó. Đây là một dạng đèn cháy nữa nè. Nó các bạn thấy không? Còn thêm đây cái nữa nè. Nè. Đó, chết đèn nè, để tắt đèn một lần nữa. Tổng kết lại đây là cái của Ken nha bạn, kẹo trứng khủng long bự chà bá luôn. Tắt đèn nha Ken ơi. Đó, để đóng cửa là cho tối tối cái cho các bạn xem nó đẹp cỡ nào. Nè, tắt đèn luôn nè. Đó, rồi Ken lắc lên coi. Ken lắc món đồ chơi này lên nè. Đó, một món đồ chơi. Thêm nữa là một cái kẹo như thế này nha các bạn. Nè. Thêm một cái kẹo gọi là dạng cháy đèn luôn. Đó. Tổng cộng là được 3 món đồ cháy đèn đó. Lắc cái ghê lên luôn Ken lên, lắc cái ghê luôn. Cái ghê đó, lắc lên. Nếu mà ba món mà mình gộp chung lại mà để trong cái trứng khủng long bự thì chắc chắn là đẹp dữ lắm luôn nha các bạn ơi. Rồi ok, một lần nữa Ken cũng đã review ra là kẹo trứng khủng long. Đó, bắt đèn lại. Rồi ok, lần nữa Ken cũng đã review ra là kẹo trứng khủng long. Nói chung là với giá 50k thì mình được là 3 món đồ chơi và có kẹo ăn là được 3 cục kẹo và 3 món đồ chơi luôn. Rồi máy bay Ken ơi. Review cho các bạn biết như thế thôi nha các bạn ơi. Và đừng quên các bạn cho Ken xin một like, một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ luôn các bạn ơi. Rồi máy bay thật lòng các Ken ơi. Bye. Rồi.